Nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9, shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn tri ân khách hàng sale giảm giá rất nhiều các mặt hàng audio. Mức giá sale giảm từ 500 cho đến 5 triệu. Ngoài ra shop cũng sẽ áp dụng chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Đó là sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Pro-N của Ý, chiều dài mỗi bên 2,5m. Giá trị món quà này là 800 ngàn. Quý vị và các bạn có thể tùy chọn giữa rắc bắp chuối, rắc mỏ chim hoặc rắc càng cua. Và với những đơn hàng giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây tín hiệu, dây AV Pro-N của Ý, chiều dài 1m. Món quà này trị giá 500 ngàn. Chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2023. Xin kính báo đến quý vị và các bạn. Ngoài ra, shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng đang chấp nhận các hình thức thanh toán quẹt thẻ, trả góp qua các thẻ tín dụng. Quý vị và các bạn có thể quẹt thẻ online hoặc là offline đều được. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng sẽ sale giảm 1 triệu cho mẫu 3 là 1 series 3, giảm từ 500 cho đến 1 triệu cho các dòng loa siêu trầm của Mỹ, giảm 500 cho đến 1 triệu các dòng âm ly Denon. Và trong video này Tiến Dũng cũng sẽ sơ lược với quý vị và các bạn một cặp loa được sale rất đặc biệt, giảm 5 triệu cho sản phẩm này. Đó là JBL Model 4411 Control Monitor. Trước mắt quý vị và các bạn là những cặp loa vừa cập nhật tại shop ngày hôm nay. Đó là mẫu loa Bow 301 Series 3. Đây là mẫu loa rất được yêu chuộng trên thị trường, đồ hàng bãi second hand. Tất cả những sản phẩm này là hàng bãi tuyển chọn do các bạn hàng của Tiến Dũng đã cập nhật từ trời Tây. Nguyên bộ trời Tây, Tiến Dũng cũng chưa kịp lau dọn, giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn. Ngay sau video này thì Tiến Dũng sẽ lau dọn sạch sẽ và phục vụ quý vị và các bạn với các tình trạng tinh tươm hơn rất nhiều. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng vẫn bao zin, bao đúng hàng bãi xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng theo đủ các chế độ hậu mãi của cửa hàng. Ba là một series 3, một bát 20 và hai loa chất giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn, bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Đây là những cặp loa có thể phục vụ đa nhiệm, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke. Chúng ta có thể nghe bất cứ dòng nhạc nào, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Tất cả đều là hàng bãi về trực tiếp từ Mỹ, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mexico. Mức giá thông thường của sản phẩm này thì cũng phục vụ là 13 triệu. Và video này mở màn thì Dũng giảm 1 triệu cho sản phẩm này, chỉ còn lại 12 triệu kèm theo một phần quà tặng cặp dây loa Pro-N của Ý trị giá 800 ngàn. Các sản phẩm này thì Dũng vẫn đầy đủ cam kết bao zin, bao xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thì Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt. Và với phần hình thức đặt cọc và thu hộ tiền COD thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng 250 cho đến 300 ngàn tùy theo xa gần. Phía dưới này là những chiếc âm ly Denon dòng Super Audio. Đây có thể nói là những chiếc âm ly thuốc đặc trị cho các dòng loa bầu. Trước mắt quý vị và các bạn là những chiếc âm ly Denon PMA 1500 R25 mã. Sử dụng hiện có bản màu đen và màu vàng. Và phía dưới này là Denon Model PMA 2035 mã. Đây là những dòng âm ly Super Audio, âm thanh chất lượng cao, tiếng của nó rất tốt. Mức giá thông thường của Denon 1500 R25 mã bản màu vàng là 13. Tiến Dũng sale giảm 500 ngàn cho sản phẩm này, chỉ còn lại 12 năm. Và âm ly Denon 1500 R25 mã bản màu đen, mức giá thông thường 12, giảm 500, còn 11 năm. Đây là một dịp rất tuyệt vời để quý vị và các bạn có thể sở hữu được những sản phẩm chất lượng cao và với mức giá rất ưu đãi kèm theo phần quà tặng trị giá đến 800 ngàn trong tháng 8 này. Thì thế này là một chiếc âm ly Denon nữa dòng Super Audio, đó là Denon 2035 mã, 4 sò mốt phép, điện 100V, công suất nguồn là 275W. Mức giá thông thường của sản phẩm này là 18 triệu 500, sale giảm 1 triệu, chỉ còn lại 17 triệu 500. Tiếp theo trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc đầu giải mã DC Fio K7BT. Đây là một sản phẩm bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Giải mã 32 bit, máy này sử dụng 2 chip giải mã kết nối TV, điện thoại, máy tính. 2 chip giải mã DC 32 bit kết nối Bluetooth, kết nối cổng USB, cổng optical và xuất ra ở cổng RCA. Chiếc này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu băng, đầu 5 số thông thường. Mức giá thì Dũng đang phục vụ sản phẩm này là 6 triệu 500 ngàn. Đây là một chiếc rất đáng chơi trong tầm giá. Máy hoạt động vô cùng ổn định và độ bền cao.
Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng mới nguyên hộp nguyên siêu, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1, mức giá là 6,5 triệu. Đây là âm thanh của Fio K7BT. Phía trên này là mẫu loa Bow 301 Series 4. Đây là một mẫu loa có phân khúc giá rất bình dân, tuy nhiên tiếng rất tốt và cũng được rất nhiều các anh em yêu thích. 301 Series 4 mức giá thông thường 8.800.000. Thì Dũng sale giảm mà. Mức giá thông thường 8.800.000 thì Dũng sale giảm 300, chỉ còn lại 8.500.000. Và riêng đối với mẫu loa này thì Dũng vẫn sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Ý trị giá 800.000. Thì dưới này là một mẫu loa nữa của thương hiệu đến từ Mỹ, đó là JBL 4411. Mức giá thì Dũng đang sale cặp này rất đặc biệt, giảm 5 triệu. Mức giá làng của cặp loa này khoảng 29 triệu. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 28 triệu. Và video ngày hôm nay giảm 5 triệu, chỉ còn lại 23 triệu. Tất cả thì Dũng vẫn bao zin và bao đúng hàng Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Cái dòng Amly Marang 1250, mức giá cũng chỉ 21 triệu. Thế bên đây là những chiếc loa siêu trầm. Những dòng siêu trầm phân khúc giá khá bình dân của thương hiệu Calip thì Dũng cũng đang có rất nhiều ở đây. Đây là những chiếc loa siêu trầm Super Woofer Bass 25 và Bass 30, phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Trước mặt quý vị và các bạn phía dưới là chiếc Calip Modern SW12. SW12 sử dụng một loa bass loại 30cm bass úp đất, điện 120V và công suất ngõ ra loa lên đến 440W, đầy đủ các chế độ auto off, đảo pha, cắt tần số, v.v. Đặc biệt với sản phẩm này tần số xuống đến 70Hz, tiếng của nó rất hay. Xin lỗi quý vị, chiếc này xuống đến 40Hz, âm bass của nó rất sâu. Với sản phẩm này quý vị và các bạn có thể trang bị cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, các không gian tầm trên dưới 40m2 sử dụng là vừa. Mức giá thông thường 11 và sale giảm 1 triệu, chỉ còn lại 10 triệu. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn sở hữu những sản phẩm chất lượng với mức giá rất ưu đãi và phần quà tặng hấp dẫn tại Tiến Dũng. Phía trên này là một chiếc Calip Modern KSW10. Chiếc này sử dụng một bát úp đất loại 25cm, tần số cắt cũng xuống đến 40Hz. Âm thanh của dòng này rất tốt. Trong thời gian vừa qua thì Dũng đã bán rất nhiều các sản phẩm này. Điện 100V và công suất ngõ ra loa là 275W. Nó rất mạnh. Chiếc này phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2, anh em sử dụng là vừa. Với các dòng loa siêu trầm thì quý vị và các bạn có thể phối ghép với bất cứ dàn âm thanh nào. Quan trọng là anh em sẽ quan sát xem không gian gia đình mình là khoảng bao nhiêu mét vuông. Một chiếc loa súp hay là một chiếc loa súp sẽ đánh đồng pha với dàn âm thanh mà nó được hỗ trợ. Tất cả thì Dũng bao zin và bao đúng hàng Mỹ xịn. Mức giá thông thường của chiếc ở trên là Calip 10 là 7,5 triệu, giảm 500 cho sản phẩm này, chỉ còn lại 7 triệu. Phía trên này là một cặp loa lời của thương hiệu Bow. Đây là một cặp mà rất nổi tiếng và khá hiếm trên thị trường. Đó là loa Bow 161. Loa Bow 161 là hàng Mỹ và được sản xuất tại Mexico. Mẫu loa này có trở kháng là 6 ô và công suất là 50W. Công suất cực đại của sản phẩm này là 100W. Nó rất mạnh. Tiếng trung âm của dòng này rất tốt. Sở hữu hai loa toàn giải loại 8cm. Thoạt nhìn thì anh em sẽ thấy hai cái loa toàn giải này nó giống y như ở loa Bow Cooper Series 3. Nhưng âm thanh của dòng 161 này thì âm thanh tốt hơn là Cooper Series 3. Mức giá tiến giúp phụ sản phẩm này là 4.500.000, tình trạng hàng đẹp như mới, bao zin, bao xịn. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức 47mm, món quà này trị giá 400.000 cho sản phẩm loa Bow 161. Sản phẩm này thì Dũng vẫn bao zin và bao đúng hàng Mỹ xịn. Ở đây tôi có cả màu trắng. Các dòng loa Bow như là 301 AV Monitor trong đợt hàng này thì Dũng cũng phục vụ với mức giá rất tốt, chỉ 14 triệu. Món này giá thông thường là 15 triệu và sale giảm 1 triệu, chỉ còn lại 14 triệu kèm theo một cặp dây loa Ý trị giá 800.000. Phía bên đây là những sản phẩm là những chiếc âm ly đàn ông hàng bãi BME 1010 với mức giá chỉ ngoài 20. Cái dòng BME 2025 mã, 2045 mã có đủ ở đây. Cái dòng 2025 mã mức giá thì Dũng phục vụ chỉ 19 triệu và 2000
25 mã, mức giá chỉ 14 triệu. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng đều bao zin và bao đúng hàng vải xịn. Các sản phẩm cao cấp hơn nữa như là Bose 651 Series 3 Tiến Dũng cũng đang có ở đây, mức giá chỉ ngoài 40. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm chất lượng cao và được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn, cũng như là phần giá ưu đãi và quà tặng hấp dẫn trong dịp lễ này. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Tiến Dũng Audio Sài Gòn có duy nhất 2 số điện thoại trên màn hình và địa chỉ của shop nằm tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.